Hello, xin chào tất cả các bạn, mình là Ngân Thân Healthy. Hôm nay mình sẽ giới thiệu cho các bạn top 6 loại thực phẩm để bạn có thể giảm cân với phương pháp Eat Clean. Với phương pháp này, mình đã giảm thành công 36 cân. Nào, bây giờ chúng mình cùng xem top 6 loại thực phẩm là gì nhé. Đầu tiên mình sẽ nói về trứng. Trứng là một loại thực phẩm đứng đầu trong danh sách của các phương pháp ăn dinh dưỡng hiện nay. Đặc biệt trong Eat Clean, trứng đem lại một nguồn dinh dưỡng từ protein, từ các loại vitamin và khoáng chất, cholesterol, omega 3, omega 6 giúp cho cơ thể của chúng ta đầy đủ dinh dưỡng. Đặc biệt ở ăn trứng thì chúng ta sẽ tăng cơ giảm mỡ rất là tốt. Nếu như các bạn đang ở trong quá trình tăng cơ giảm mỡ, đang trong quá trình tăng cân hay là giảm cân thì trứng là một loại thực phẩm có thể giúp cho các bạn đạt nhanh kết quả cơ thể các bạn mong muốn. Và khi mà ăn trứng thì chúng ta sẽ có cảm giác no lâu hơn, tránh cho chúng ta cảm giác thèm ăn, giúp chúng ta không ăn nhiều các loại thực phẩm khác. Khi mà ăn trứng thì cũng có khả năng là giảm cho chúng ta cảm giác thèm ăn những cái đồ ăn đến từ tinh bột. Và đặc biệt thì trứng rất là dễ chế biến và tiện lợi khi chúng ta mang ra ngoài. Mình thường mang 1 đến 2 quả trứng khi mà đi làm hoặc là đi dã ngoại với bạn để mình có thể bổ sung năng lượng khi mà mình cảm thấy mệt và đói. Ngoài làm trứng luộc ra thì mình thường làm các loại cháo, yến mạch thì mình có thể cho thêm trứng vào, hoặc là mình các làm các loại pancake mình kẹp với cả trứng. Và mình thường làm sandwich, có thể ốp la với trứng để mình có thể thay bữa để ăn đỡ nhàm chán hơn và mình sẽ có động lực trong quá trình giảm cân hơn. Và trứng đã là một trong những loại giúp cho mình hứng thú hơn với những bữa ăn Eat Clean. Thứ hai, đấy là mình sẽ nói về tinh bột chuyển hóa chậm. Ở đây mình chọn gạo lứt. Khi mà mình ăn gạo lứt thì mình sẽ có cảm giác no lâu hơn. Như trước đây, cũng như các bạn hiện nay, các bạn đang ăn với gạo trắng thì các bạn sẽ có cảm giác là nhanh đói hoặc là nhanh mất năng lượng mặc dù mình vừa mới ăn xong, hoặc là mình sẽ có cảm giác thèm ăn khi mà mình vừa mới ăn kết thúc một bữa trưa hoặc là bữa tối gì đó. Với gạo lứt thì mình đã không còn cảm giác đó nữa, vì gạo lứt đem lại cho mình một nguồn dinh dưỡng. Ở bên trong gạo lứt không chỉ có tinh bột mà còn có chất xơ, còn có nguyên cám, và gạo trắng thì đã được tinh chế rồi. Đó là lý do đơn giản vì sao chúng ta luôn cảm thấy đói hay là luôn cảm thấy thèm ăn khi mà sau khi chúng ta vừa ăn cơm xong. Và với gạo lứt thì chúng ta có thể làm rất là nhiều món. Gạo lứt thì chúng ta có thể nấu thành cơm hoặc làm thành cháo, chúng ta có thể nghiền ra làm thành bánh. Và ở đây Ngân thường nấu một nồi gạo lứt, bởi vì là một mình Ngân ăn trong gia đình ấy, nên là Ngân thường nấu một nồi gạo lứt và để tủ lạnh, chia phần ra mình ăn khẩu phần bao nhiêu. Khẩu phần ở đây sẽ tùy vào khẩu phần mọi người ăn này, và tùy theo mục đích cân nặng mọi người mong muốn. Ví dụ Ngân giảm cân thì Ngân sẽ ăn một lạng gạo lứt, một lạng cơm một bữa. Có thể ban đầu các bạn cảm thấy ăn gạo lứt thì hơi khó ăn một chút, nhưng khi mà các bạn quen rồi, các bạn sẽ cảm thấy là cơ thể mình thay đổi. Và chắc chắn rằng là những ai mà đang ở trong quá trình giảm cân sử dụng gạo lứt trong vòng 7 ngày sẽ cảm thấy cơ thể của mình thay đổi rất là nhiều đấy. Nên các bạn đừng bỏ qua cái phương pháp là ăn tinh bột chuyển hóa chậm này nhé. Loại thực phẩm thứ ba mà mình dùng đấy là táo. Ở đây mình cực kỳ thích táo luôn, là bởi vì ở trong 100g táo chỉ có 75 calo thôi. Mà táo sẽ cung cấp cho mình một cảm giác no lâu và làm cho mình giảm cảm giác thèm ăn đi. Ở trong táo ngoài cung cấp lượng carb ra còn cung cấp cho mình lượng vitamin, lượng nước, các loại dưỡng chất, khoáng chất giúp cho cơ thể mình có da đẹp này, dáng đẹp. Mà da đẹp mà dáng đẹp là mong muốn của tất cả chị em rồi đúng không ạ? Khi mà ăn táo thì chúng ta có thể chế biến rất là nhiều món ăn mà chúng ta yêu thích. Ví dụ như Ngân hay làm bánh táo, hoặc là Ngân hay làm sữa chua táo với cả granola, hoặc là Ngân hay thường ăn táo không thôi cũng đã thấy ngon rồi ấy. Và một món nữa đấy là Ngân hay dùng, đấy là Ngân hay sử dụng táo với chè. Ngân nấu chè táo để thay đổi bữa, giúp cho phương pháp của mình Eat Clean mình phong phú hơn, mình không bị nhàm chán với các món ăn mình đã có. Về táo thì các bạn có thể mua bất kỳ ở đâu, ví dụ như siêu thị hoặc là mua ở các nơi như là chợ, để các bạn có thể dinh bên mình một quả táo thì quá là đơn giản đúng không ạ? Mà bây giờ thì có rất là nhiều loại táo nhập organic. Bây giờ thì có rất là nhiều loại táo như organic, thì các bạn có thể sử dụng các loại táo đấy nếu như các bạn có điều kiện một chút, thì sẽ giúp cho các bạn có bổ sung dinh dưỡng tốt hơn và tránh sử dụng các loại hóa học nhiều hơn. Thứ tư, đấy là mình sẽ nói về ức gà. Ở đây, ức gà gần như là top đầu, không phải top vàng nữa mà top kim cương luôn đi ạ. Top kim cương của trong cái phương pháp Eat Clean.
ức gà không chỉ cung cấp một lượng đạm sạch mà trong nó còn rất là ít mỡ và cũng lại còn ít calo nữa, nên là cho các bạn ăn nhiều hơn, giúp cho bạn no lâu hơn, tránh cảm giác thèm ăn tất cả các món khác. Và ở ức gà sẽ giúp các bạn không bị đói giữa chừng, tức là khi mà các bạn ăn loại thực phẩm khác, ví dụ như thịt lợn hoặc là thịt bò đi, thì sẽ dễ bị đói hơn là khi mà mình ăn với ức gà. Ức gà sẽ giúp cho bạn tránh tình trạng đi ra ngoài mà thèm ăn bất kỳ một loại ăn vặt nào khác. Và trong cả buổi chiều, nếu như buổi trưa hôm đấy chúng ta ăn ức gà thì cả buổi chiều hôm đấy sẽ không có chuyện chúng ta động vào đồ ăn vặt đâu ạ. Nên các bạn hãy chọn ức gà làm trong top của thực phẩm ở trong phương pháp Eat Clean nha. Với ức gà thì chúng ta có thể chế biến rất là nhiều món. Ngân thường làm ức gà nướng mật ong, hoặc là có thể nướng với nồi chiên không dầu, hoặc đơn giản hơn là mọi người cứ luộc cho Ngân. Ngoài ra thì ức gà có thể chế biến thành các loại như là súp gà hoặc là cơm gà gạo lứt. Mọi người có thể ăn thử những cái món đấy để giúp cho cái thực đơn của mình phong phú hơn, mình sẽ bớt nhàm chán và không cảm thấy nó thật sự đơn điệu nữa. Không có ai nói là phương pháp Eat Clean là kiêng khem, là ăn cực khổ cả. Hãy ăn đi sẽ biết là rất là no và không cảm thấy đói đâu mọi người nha. Một thực phẩm tiếp theo mà Ngân nói đến đấy là cá. Trong cá thì rất là giàu các loại omega 3, omega 6, cung cấp cho mình một lượng fat rất là tốt. Lượng fat ở đây là chất béo nha mọi người. Và ở trong cá thì Ngân thấy là cũng rất là ít calo, phù hợp với những ai đang trong quá trình giảm cân. Và khi ăn cá thì mọi người cực kỳ dễ chế biến rồi. Có thể áp chảo này, có thể hấp này, có thể làm cháo cá yến mạch, hoặc là có thể làm những cái món liên quan đến cá như là cá nướng mật ong. Đấy, mọi người làm cho menu của mình càng phong phú, mình càng đỡ nhàm chán thì mình sẽ không cảm thấy là phương pháp này ăn rất là khó ăn đâu. Và cá thì sẽ giúp cho mọi người no lâu hơn. Và trong cá thì sẽ có những cái lớp thịt trắng, sẽ không có mỡ ở trong đấy, sẽ cung cấp vào trong cơ thể mình một lượng đạm rất là tốt. Và ở ở đây thì mọi người nên sử dụng cá hàng ngày, hoặc là thay các bữa xen kẽ với gà để cho mình có thể đa dạng cái menu, đa dạng cái phong phú cái món ăn hơn. Nếu như ai đang ở trong quá trình tăng cơ và giảm mỡ, thế thì cũng đừng quên cái cho cá vào top đầu của danh sách chọn lựa chọn thực phẩm của phương pháp nha. Với thực phẩm cuối cùng là thực phẩm 6, Ngân sẽ nói cho mọi người nghe về hoa quả giấu nước và chất xơ đến từ rau xanh, họ cải. Và ở đây thì Ngân ưu tiên các loại hoa quả giấu nước như là táo, như là dưa hấu. Ở đây mọi người hãy sử dụng những cái loại hoa quả này để giúp cho mọi người cung cấp một lượng nước vào cơ thể. Thứ hai là nó rất ít calo nên là sẽ giúp cho mọi người tránh được tình trạng ăn bị thừa cái năng lượng nạp vào trong một ngày. Nếu như ai đang ở trong quá trình giảm cân thì đây là các loại thực phẩm giúp cho các bạn no lâu hơn, bổ sung các loại vitamin, khoáng chất, dưỡng chất tốt hơn, sẽ giúp cho các bạn tránh cảm giác thèm ăn và đây sẽ là một loại giúp cho bạn đẹp da hơn đấy. Các loại rau xanh, họ cải sẽ giúp cho các bạn trẻ hóa này, sẽ tránh được các bệnh ung thư, tránh các bệnh liên đến mãn tính về sau, hoặc là đặc biệt phụ nữ nha, hãy ăn nhiều hoa quả rau xanh hơn để giúp cho các bạn tránh bị lão hóa và đặc biệt là đẹp dáng đẹp da. Vừa đẹp dáng lại vừa đẹp da là ai cũng thích rồi đúng không ạ? Ngân hay sử dụng dưa hấu làm sinh tố smoothie, hoặc là làm nước ép ép chậm, mình dùng máy ép chậm để mình dùng nước ép ấy, hoặc là mình có thể mix với cả granola với sữa chua. Để ăn các loại ăn ăn các bữa sáng hoặc là bữa xế chiều. Nếu như bạn đang ở trong quá trình giảm cân thì đây là những loại hoa quả mà các bạn nên sử dụng, như là dưa hấu, như là dứa, như là táo, như là bưởi. Đây các loại hoa quả vừa giàu nước lại vừa giàu dinh dưỡng, sẽ cung cấp cho bạn một nguồn dinh dưỡng tốt để giúp cho các bạn không bị thèm ăn. Và đây là sáu loại thực phẩm mà Ngân muốn gửi đến bạn để cho bạn có lựa chọn tốt hơn và sẽ đạt được mục tiêu về cơ thể của bạn nhanh hơn nha. Nếu bạn cảm thấy video vừa rồi giúp ích được cho bạn lựa chọn các loại thực phẩm dễ hơn hoặc là tốt cho các bạn ở trong quá trình giảm cân thì đừng quên like, share và subscribe kênh của Ngân nhé. Dưới đây Ngân có để tất cả các link về kênh Instagram, fanpage, Facebook, TikTok. Các bạn hãy ấn follow kênh của Ngân để cùng chúng ta cùng xem các kiến thức cũng như là các thông tin về phương pháp giảm cân mà Ngân đã từng nha.